Baby bus. Trận động đất đã phá hủy các nhà máy, trường học và các tòa nhà dân cư. Trận động đất đã gây tai họa cho mọi người. Cần cứu hộ và viện trợ khẩn cấp trong khu vực thảm họa. Sau trận động đất, trung tâm cứu hộ của chúng mình sẽ dùng các phương tiện vận tải như máy bay và ô tô để vận chuyển các thiết bị cứu hộ và vật dụng cứu trợ tới khu vực thảm họa. Đội cứu hộ khẩn cấp cũng sẽ khởi hành đến khu vực thảm họa ngay lập tức để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Cứu hộ tại tòa nhà dân cư. Đội cứu hộ, Whisker vẫn đang bị mắc kẹt trong tòa nhà đó. Xin hãy cứu cậu ấy. Đừng lo thị trưởng, chúng tôi sẽ giải quyết việc này. Thời gian sắp hết rồi, hãy bắt đầu ngay nào. Chúng mình bắt đầu tìm kiếm từ mái nhà nhé. Các máy dò âm thanh được sử dụng để định vị giọng nói của Whisker khi cậu ấy gọi người giúp đỡ. Đặt máy dò ở đúng vị trí theo các số được hiển thị. 1 1 2 2 3 3 4 4, 5 5 6 6. Kết nối dây cáp với máy dò. Các tín hiệu âm thanh ở vị trí này rất mạnh và đều. Whisker có thể đang ở đó. Chúng mình cần kiểm tra lại xem liệu Whisker có ở dưới đó không. Đây là một máy dò quang học được sử dụng để quét các tín hiệu của sự sống. Đưa camera của máy dò qua khe hở và chúng ta sẽ có thể xác định vị trí của Whisker trên màn hình. Whisker ở đâu? Whisker ở đâu? Đấy không phải là Whisker. 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 Chúng ta vẫn chưa tìm thấy Whisker. Điều chỉnh camera và nhìn kỹ một lần nữa. Cậu ấy đây rồi. Cậu ấy đã gõ vào bề mặt hay nhịp điệu như cách cửa tín hiệu SOS vậy. Hãy đến cứu cậu ấy đi. Nhanh chóng cắt tấm xi măng để mở một lối đi cứu hộ. Lắp giá ba chân. Hãy đến giúp nâng tấm xi măng lên nào. Tuyệt vời, bây giờ chúng ta đã có một lối đi cứu hộ. Bây giờ chúng ta hãy mang thiết bị cứu hộ vào và đi xuống đó cứu Whisker nhé. Nhanh chóng tìm các dụng cụ cứu hộ cần thiết nào. Dây đai an toàn. Thank you.
bóp chen dự phòng, găng tay, mũ bảo hộ, miếng bảo vệ đầu gối và khuỷu tay, đèn pin, áo cứu hộ. Mau giúp mình mặc các thiết bị cứu hộ với, sau đó chúng mình có thể nhanh chóng cứu Whisker. Dây đai an toàn, áo cứu hộ, đèn pin, miếng bảo vệ đầu gối và khuỷu tay, găng tay, móc treo dự phòng, mũ bảo hộ. Cảm ơn bạn, mình đã mặc xong thiết bị cứu hộ và bây giờ chúng mình hãy đi xuống cứu Whisker nào. Giữ an toàn khi bạn đi xuống. Cô chú, hãy tránh xa các chướng ngại vật nhé. Cô chú, hãy tránh xa các chướng ngại vật nhé. Cô chú, hãy tránh xa các chướng ngại vật nhé. Whisker, chúng mình xuống cứu bạn đây. Cảm ơn các bạn. Mình đã liên tục gõ vào cây gậy sắt để tạo ra âm thanh với hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy mình. Bạn làm tốt lắm. Đến đây nào, chúng mình hãy cùng đi lên trên. Ok. Các bạn đã vất vả rồi được cứu hộ. Các bạn thực sự là những người anh hùng vì đã cứu Whisker. Đây là huy hiệu dũng cảm dành cho các bạn.